Mỹ để quen rồi. Em quen cái đó. Bây giờ nó chất lượng nó ok hơn rồi đó. Em đỡ miệng rất nhiều luôn. Em chọn những cái ảnh hay nhất của em ấy để phục vụ khán giả. Là những tình cảm nào đó, trải nghiệm cảm xúc nào đó dành cho khán giả. A few moments later.